Chào mọi người. Yes. Okay. Wow. Thử thách của Hoàng Dũng ngày hôm nay đó là hoàn thành các phép toán trong thời gian trả lời phỏng vấn. Okay. Ngày xưa Dũng học toán cũng khá tệ, không phải là một người giỏi toán. Okay. Nguyễn Hoàng Dũng, ngày 4 tháng 11 năm 1995, Thần Nông. Khi rảnh rỗi đấy là ngủ. Chắc là ca khúc Nàng Thơ. Nàng thơ yếu đuối, đôi lời tình ca chẳng nói nên lời và đi đâu để thấy hoa bay. Dũng đã tham gia hai cuộc thi, đó là The Voice, giọng hát Việt và Sing My Song. Sau một đêm khi mà Hoàng Dũng đăng một bài post lên trên Facebook và bài post đấy được gần 10.000 like, đến lúc đấy là mình biết là mình bắt đầu được nhiều người biết đến rồi. Đấy là một bài post cảm ơn mọi người vì đã tham gia, vì đã theo dõi cái phần thi của Hoàng Dũng tại The Voice giọng hát Việt. Cái khúc Trời Anh Nhé. Năm 2016. Dũng sẽ đi đâu đầu tiên nếu được du lịch vòng quanh thế giới? Chắc chắn sẽ là Nhật Bản đầu tiên. Ba bộ phim Hàn Quốc mà Dũng xem gần đây. I'll Be Love Summer. Gì nhỉ? Không cha 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 và Pinocchio. Năm ca sĩ nữ Dũng từng hát cùng trên các sân khấu. Năm ca sĩ nữ à? Hoàng Minh Di, Amy, Orange, Văn Mai Hương và Nguyên Hà. 90 cân. Chắc là do sức khỏe thôi, mà Dũng nghĩ do sức khỏe. Mình muốn mình có sức khỏe tốt hơn để hoàn thành công việc cũng như là thực hiện được nhiều cái mong ước trong cuộc sống. Dũng sẽ làm gì nếu ngày nào đó không chấp cùng với người giữ chân tay? Chắc là sẽ đi từ thiện hết. Sẽ ra sao nếu Dũng lạc vào đảo hoang không ai sinh sống? Chắc là Dũng sẽ vẫn phải tìm cách sinh tồn và trở lại, tìm cách nào đấy để trở lại mặt đất với mọi người thôi. Dũng hãy kể tên 5 ca khúc có từ nàng, ngoại trừ bài Nàng Thơ. Nàng à? Nàng Thơ Xứ Huế là 5 ca khúc à? Nàng Thơ Xứ Huế. Cái gì đấy ta? Bỏ qua. Ok ok. Môn hóa. Hoàng Dũng cũng không nhớ nguyên văn câu nói là như thế nào, nhưng mà đại thể thì nó là nói về việc rằng là Hoàng Dũng đã, cái điều mà Hoàng Dũng làm được trong công việc đã tạo ra rất là nhiều những cái giá trị mà đã giúp ích rất là nhiều cho cuộc sống của người khác. Và đấy là cái điều mà làm cho Hoàng Dũng cảm thấy hạnh phúc nhất. Điều Dũng thích nhất ở bản thân mình? Chắc là hiền. Điều mà Dũng thích nhất ở người yêu là gì? Người yêu Dũng luôn luôn hiểu Dũng, không cần phải nói quá nhiều mà luôn luôn thấu hiểu. Đấy là điều Hoàng Dũng thích nhất. Vậy thì giúp mơ thời đã chưa? Ngày xưa Hoàng Dũng muốn được làm một họa sĩ sáng tác truyện tranh. Điều mà đã làm cho gia đình mình cảm thấy tự hào? Chắc là có một công việc và có thể tự nuôi sống bản thân. Hoàng Dũng cũng không nghĩ là mình đã làm được cái điều gì đó khiến cho mọi người quá là tự hào. Nhưng mà chắc có lẽ là tự nuôi sống bản thân là một cái điều mà làm cho gia đình cảm thấy yên tâm rồi. Khi Quang Hải thực hiện quả đá phạt đền thì hôm nay sẽ sút vào đâu? Sút vào quả bóng. Quần gì đó nhá? Quần đảo. Yeah. Con gì mang được cả miếng gỗ lớn nhưng mà không mang được hòn sỏi? Con mang được cả một miếng gỗ lớn, không mang được hòn sỏi. Con gì ta? Con sóng. Không đúng à? Chị chịu rồi. Bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua. À, con sông. Ok. Cái gì luôn đi đến mà không bao giờ đến nơi? Cái gì ta? Câu hỏi nghe trừu tượng quá nhỉ? Cái gì ta? Ngày mai à? Yeah. Bố mẹ có 6 người con trai, mỗi người con trai lại có một cô em gái. Mọi gia đình có thể có bao nhiêu người? Bây giờ giả dụ 6 người con trai nha, 6 người con trai là lớn và có một cô em gái thứ 7. À, gia đình có 9 người. Vậy thì câu hỏi vừa rồi là câu hỏi 30 và cũng là câu hỏi cuối cùng của này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đợi 30 đêm. Mình mở tháng này xem mình được bao nhiêu câu nha. Ok. 1, 2, 3. Thank you.
Như này mà đi học thì chỉ là học sinh trung bình thôi các bạn ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và lắng nghe những câu chuyện của Hoàng Dũng, và mong rằng tất cả mọi người sẽ có những phút giây thật sự vui vẻ. Hoàng Dũng rất cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.